Anh ơi, ơi anh xong chưa? Anh xong rồi đây. Đâu, đưa em kiểm tra xem còn thiếu cái gì không. Thuốc cảm của em, thuốc đau xương của anh, đủ rồi gì. Lại như những lần trước về quê ấy, em dặn kỹ như thế rồi, thế mà vẫn thiếu thuốc này thuốc kia. Đến lúc về quê đau là không ai chịu đâu đấy nhá. Rồi, lần này anh nhớ rồi, em yên tâm. Em bảo này. Hả? Lần này về quê anh hỏi cô Mai xem cái thủ tục phân chia đất theo nguyện vọng của mẹ đến đâu rồi. Việc gì phải hỏi, xong thì cô ấy thông báo. Thế thì bao giờ xong? 3 năm rồi đấy, có mỗi cái thủ tục tách bìa mà mãi chưa xong. Thì chắc còn vướng mắc gì đấy, bà đã giao trách nhiệm với cô ấy, phải tin tưởng vào cô ấy chứ. Thì em vẫn tin tưởng đấy thôi, chỉ có điều á, 3 năm không xong thì em phải nghi ngờ chứ. Nói tóm lại, anh về cứ hỏi cô ấy xem tình hình như nào. Thôi được rồi, cứ từ từ, đợi dịp nào tiện thì anh sẽ hỏi. Anh này, anh là con trưởng, chỉ hỏi về thủ tục phân chia đất thôi, làm sao mà phải đợi dịp. Em kệ đấy. Em nghĩ gì đấy hỡi em? Hết hết thức ăn rồi cái kia. Đậu này, trứng này. Em nghĩ việc phân chia đất đai ở quê đang có một âm mưu nào đấy. Chắc không phải thế đâu. Đất đai nhà mình ấy có sổ đỏ đàng hoàng, mà bây giờ nó không trong dự án, cũng không bị tranh chấp. Vậy tại sao 3 năm rồi vẫn chưa xong thủ tục tách bìa là như thế nào? Anh có trực tiếp làm đâu mà anh biết. Thế thì em mới bảo anh hỏi cô Mai một lần, để xem lý do vì sao, rồi cùng tháo gỡ và giải quyết chứ. Nhưng anh nghĩ anh em cùng một gia đình. Nếu anh muốn mãi là anh em ấy thì nên rõ ràng và thẳng thắn, chứ anh ú ớ ủ ờ. Chính vì thế mới có cái chuyện 3 năm rồi không tách được bìa đấy. Đất đai là của mẹ, mình không có quyền đòi hỏi. Ừ, thì đương nhiên đất đai là của mẹ. Nhưng nếu mà mẹ ít đất đai cơ, hay là mẹ tuyên bố rằng là mẹ không chia cho con trai, mẹ chỉ chia cho con gái cơ, thì em sẽ không bao giờ đòi hỏi. Nhưng đây mẹ tuyên bố rất rõ ràng, mẹ chia đều cho tất cả các con, thế thì em phải được quyền đòi hỏi chứ. Nếu mà anh không hỏi, ngày mai em về, em sẽ hỏi trực tiếp cô Mai, để xem lý do vì sao. Cái gì? Chẳng lẽ mãi mãi cứ ù cạp cạp thế này à? Việc như này có vất vả không hả ông anh? Không quen, mệt phết em ạ. Em với mẹ ở nhà làm mà quần quật, gì việc gì cũng đến tay, đâu như ông anh đâu. Thì công việc anh ở xa, biết làm thế nào được. Em ở gần mẹ, chăm sự nhờ vợ chồng em chăm sóc mẹ giúp anh. Anh nói được ấy thì phải làm được ấy nhá, đừng có nói để đấy. Có chuyện gì thế hả em? Tiện đây tôi cũng nhắc luôn cho ông anh nhá, cái phần đất mà mẹ đưa cho tôi ấy, nó vừa bé vừa xấu. Tôi không đồng ý để nhận cái chỗ ấy đâu. Tôi muốn nhận cả suất của ông anh và suất của mẹ nữa. Cả cái ao kia, tôi cũng lấy luôn ấy. Ông anh ở trên phố, lấy đất làm cái gì đâu. Nên là tôi nhận hết là đúng thôi. Chị Quỳnh chỉ là phận làm dâu thôi. Anh đừng có đi về mà nói linh tinh đấy. Chị ấy không có quyền can thiệp nội bộ của gia đình mình đâu. Con ơi, hay là con nhượng phần của con cho em nhé. Thế có nghĩa là con không có gì à? Con ơi, mẹ đẻ nó ra, mẹ sống với nó từng đấy năm, nó ghê gớm lắm con ạ. Nó không bao giờ chịu nhượng ai cái gì đâu. Đất đai là của mẹ thôi mà. Thôi, đừng cãi nhau với nó, con không thắng được nó đâu. Anh em đừng cãi cọ, rồi lại từ mặt nhau, xấu hổ lắm con ạ. Mẹ xin con đấy, mẹ xin con. Cơm nấu xong rồi, xin mời trụ cột gia đình xuống ăn cơm ạ. À.
Mời anh. Anh xin. Em này, anh xin em ngày mai về quê, đừng nói với cô Mai về chuyện chia chác đất đai gì cả nhé. Vì sao? Anh sợ. Anh sợ nhưng em không sợ. Đất đai là của bố mẹ, có cũng tốt, không có cũng không sao em ạ. Nhưng em không nghĩ như anh. Em muốn nói anh thế nào anh cũng chịu, muốn chửi anh thế nào anh cũng chấp nhận hết. Cô Mai như thế là cô có máu tang, muốn chiếm đoạt tất cả. Mình là anh chị, mình nên nhường nhịn. Không bao giờ. Kể cả là kết quả không như em mong muốn thì em cũng phải cho tất cả mọi người biết đi lòng tham của cô ấy. Ủa kìa anh, anh làm sao đấy? Lấy cho anh lọ thuốc trợ tim trong tủ thuốc. Sao lại là thuốc trợ tim? Anh không thở được. Anh chờ em, chờ em. Anh uống đi. Nguyễn Đức Nam chẩn đoán suy tim độ 3. Alo. Alo. Tôi chào bác sĩ ạ. Cho tôi phiền bác sĩ mấy phút được không ạ? Bệnh nhân suy tim độ 3 phải kiêng những thứ tôi vừa dặn. Đặc biệt, người nhà tránh tuyệt đối để bệnh nhân không bị căng thẳng hay bị sốc một chuyện gì đấy. Chị hiểu chưa? Tôi hiểu rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ. Đỡ hơn chưa? Anh bị bệnh tim bao giờ? Tại sao anh lại giấu em? Anh sợ em lo. Anh sợ em lo nên anh giấu em bệnh tim của anh. Để suýt chút nữa hôm nay em trở thành một người vợ tồi tệ nhất à? Suy cho cùng, không hiểu tại sao anh em trong nhà lại tranh chấp đất đai của cha mẹ để làm gì nhỉ? Thứ chúng ta được duy nhất là một mảnh đất có giá trị từng ngày. Nhưng thứ chúng ta mất đi thì là rất nhiều. Những cuộc cãi vã, đánh nhau, thậm chí là từ mặt nhau. Mất tình mẹ con, mất cả tình anh em nữa. Thế mà trong nhà mình, suýt chút nữa thì hôm nay em để mất những người mà em yêu thương nhất. Anh là người chồng vô tích sự, không lo được cho vợ, cho con. Anh đừng nghĩ nhiều, khiến bệnh tình thêm nặng. Thứ em cần duy nhất bây giờ là sức khỏe của anh. Em cần anh đồng hành cùng với em nuôi các con khôn lớn và trưởng thành. Từ bây giờ mình đừng nhắc đến chuyện chia đất ở quê nữa nha.